Xin mến chào các bạn, mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bây giờ mời các bạn cùng mình để mà xem những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ bắt đầu nghe được đưa ra ngoài các bạn. Giờ các vận động viên ra miễu ông tà để mà cúng để báo hiệu cho mình đến để mà hạ thủy ghe đó các bạn. Đây rất là đông các vận động viên. Đây là chỗ miễu ông tà các bạn. Thì cần lễ ra ngoài này các bạn ơi. Có đem heo ra để mà ra mắt báo con nha. Tập trung chuẩn sẵn chuẩn bị hạ thủy ghe các bạn ơi. Đang làm chuẩn bị để mà đi ra hạ thủy chiếc ghe các bạn. Thích cho ngàn thì buổi tối nay là buổi tối nay. Các vận động viên đã sẵn sàng đó các bạn ơi. Cái áo này là áo đỡ thôi các bạn ơi, còn áo đồng phục của người ta là áo màu tím luôn các bạn. Bắt đầu đi ra ngoài hạ thủy ghe các bạn ơi. Hiện bây giờ thì các anh em đã chuẩn bị lên ghe để mà hạ thủy xuống dòng sông để mà chuẩn bị tập bơi thử đó các bạn, chạy thử. Ghe này thì đầu năm đầu tiên để mà xuống thử dưới nước luôn các bạn. Vừa được nấu năm 2020, năm nay thì bắt đầu chuẩn bị được hạ thủy xuống để mà chạy thử như thế nào. Các bạn nhìn thấy hiện bây giờ bà con rất là đông luôn. Dưới này.
Rồi bây giờ cuộc sống miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Chúc bà con, cô bác, chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của cuộc sống miền Tây. Bye bye, hẹn gặp lại lần sau.